Bạn có biết quả dao tay nặng nhất thế giới được phát hiện ở đâu hay không? Theo CNN, sách kỷ lục Guinness Thế Giới vừa công nhận quả dao tay có trọng lượng 289 gram là quả dao tay nặng nhất thế giới. Quả dao tay này dài 18cm và có chu vi 34cm. Con số này gấp 5 lần trọng lượng trung bình của các quả dao tay thông thường. Quả dao tay trên được gia đình ông Ariel hái trong một trang trại gần thành phố Netanya, miền trung Israel, hồi tháng 2, 2021. Gia đình ông đã bảo quản quả dao tay trong tủ lạnh một năm để chờ được ghi vào sách kỷ lục Guinness Thế Giới. Ông Ariel cho biết quả dao tay vừa được ghi tên vào sách kỷ lục Guinness Thế Giới đã teo gần phân nửa so với kích thước ban đầu cách đây một năm. Kỷ lục Guinness Thế Giới trước đó hụt về một quả dao tay nặng 250 gram được trồng tại thành phố Fukuoka, Nhật Bản năm 2015. Năm 1983, kỷ lục quả dâu tây nặng nhất thế giới thuộc về Andersen ở Forton, Vương quốc Anh. Quả dâu tây này nặng 231 gram. Theo sách kỷ lục Guinness Thế Giới, nhiều nguyên nhân dẫn đến quả dâu tây đột biến, ví dụ như xương giá ảnh hưởng đến hoa dâu tây khi hậu quả. Trong trường hợp này, nhiều quả dâu tây đã phát triển rồi hợp nhất lại, tạo nên một quả dâu tây có kích thước khổng lồ hiện tượng đột biến tương tự từng xảy ra ở quả cà chua